bóng quân si tư từng niệm bóng súng thân dân. Vì sao em bỏ tôi theo chồng? Vì sao hôm nay tôi nằm ở khu AB? Vì sao tôi hỏi em vì sao? Trong đêm miên man giờ cơn gió vang tin nói rằng em nay bước theo sàn giàu. Dù cho hôm nay em đã rời bỏ tôi mà đi, dù cho em chẳng hề thương tôi, chẳng hề yêu tôi. Bao nhiêu năm qua em vừa ở tôi ăn chơi, cuộc đời em trong cao sang trong giàu sang. Nhưng hôm nay tôi nằm trong đây ai âm gì, em vắng bóng vắng tiếng, rồi em đã đi lấy kẻ thù nằm mày. Tôi trong trại giam còn em trong giao sàn, em vui cùng ai, cuộc đời em trong gai. Em giờ mặc áo cưới em cất bước theo chồng, lấy kẻ thù năm đó đã chém chết em tôi, thằng em theo tôi từ bấy lâu. Em không còn yêu thì tôi không cần đâu, xin em đừng đến lấy thằng không lương tâm. Nó là thằng con chó, nó sống nếu có tình, chỉ vì hàm cái tiếng và đồng tiền đô la mà em ta diễn trên đời tôi.